Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục phần 14. Đó là chúng ta đi làm xây dựng cái form để nhập điểm cho các bạn học sinh. Thế thì chúng ta hôm trước chúng ta đã bài hôm trước chúng ta đã làm đến cái phần như này. Chúng ta theo dõi cái bài hôm trước thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta sẽ nhập localhost làm cái điểm. Thì bây giờ là log out rồi, chưa có ai. Bây giờ ta sẽ đăng nhập. Đăng nhập vào thì chúng ta có thể thấy là ví dụ như là thầy có một tài khoản rồi. Chúng ta có một tài khoản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần nhập hồ sơ. Thì chúng ta thấy là mỗi bạn có một cái điểm ở đây. Đó. Điểm đây thì gắn với mã sinh viên, đúng không các bạn? Đó. Chúng ta nhập vào đó, nhập điểm thì chúng ta thấy là mã sinh viên hiện ra là 32 ở đây, đúng không các bạn? Và đưa vào controller của chúng ta, và controller của chúng ta là đây là phần nhập điểm, là nhập điểm. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy nó như nào? Thì trong phần controller ở đây thì chúng ta phải xây dựng như mọi lần. Chúng ta sẽ có các biến như sau. Chúng ta ghi cho thầy là public. Chúng ta ghi là validation. Đây là biến kiểm tra. Rồi public validation, nghĩa là session. Sau đó thì chúng ta sẽ gán là sys validation bằng config service và chúng ta ghi validation đây. Chúng ta tiếp this của session bằng config. Lớp config này nó cung cấp một cái dịch vụ service. Chúng ta đi session vào đây và chúng ta khởi tạo luôn session cái này bằng start. Bên nữa là chúng ta model, chúng ta gọi cái user model kia ra. Các bạn phải sử dụng thư viện user của app model và chúng ta tiếp tục xuống phần model của chúng ta là quản lý điểm model. Model quản lý điểm và chúng ta tiếp theo là quản lý điểm model. Đấy, để chúng ta lấy được ra và chúng ta khai báo lên một con trỏ là public pointer model và chúng ta sẽ gán là this public pointer bằng new quản lý điểm model. Thế là chúng ta đã chọn được vào model rồi. Bây giờ chúng ta đang ra dùng thôi. Đây chúng ta helper cho thầy là UZL để nó cung cấp dịch vụ về đường link và form. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái biến chỉ số ra. Chúng ta khai báo biến ở đây ở trong cái hàm nhập là mã số sinh viên. Sẽ bằng cái gì? Bằng ở đây chúng ta ghi cho thầy là request
UGI Resettlement. Chúng ta nhìn ở trên này nó là số bao nhiêu? Chúng ta nhìn thấy này, đến đây 1, 2, 3, 4. Và chúng ta đây là bằng 4. 4 là từ cái đoạn này nhé, các bạn chú ý nhé. 1 này, đến gạch đến đây là 2 gạch này, 3 này, 4 này. Đấy. Section. Và chúng ta nhập điểm và chúng ta kiểm tra xem là echo xem nó có ra chưa nhá. Echo mã số sinh viên, kiểm tra thôi thì đã xóa nó đi. Nào bây giờ chúng ta quay về đây, 32 đúng rồi, lấy ra được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái form, form nhập điểm. Đây, thì chúng ta lấy vào đây, chúng ta lấy ra một cái form nhé. Các bạn vào đây, ta lấy tạm cái form trên đây, lấy form từ đây đến đây, ta copy ra một cái nhập điểm mới, copy. Và các bạn tạo cho thầy một cái file ở chỗ này gọi là file nhập điểm, chúng ta tạo view đấy. Tạo này nha, đây là form nhập điểm, form nhập điểm. Chúng ta xóa hết cái này đi. Rồi. Bây giờ chúng ta thay điểm toán. Input chúng ta thay là điểm toán. Tiếp theo là điểm lý. Chúng ta thay vào đây là điểm lý. Toán lý hóa mà. Rồi bây giờ chúng ta xin chỗ này chúng ta phải thay là toán lý hóa, toán này. Rồi. Chúng ta vào trong đây chúng ta nhìn lại kỹ cho nó rõ này, toán lý hóa tổng trung bình, tổng trung, trung, trung bình thì thiếu chữ trung bình thôi, chúng ta không sao. Chúng ta tiếp tục đi toán lý này, điểm hóa. Chúng ta thay đây là hóa, hóa nha. Rồi chúng ta thay ở đây là ID lý. Đấy, chúng ta thay trên này là ID hóa, được chưa? Rồi chúng ta thay vào đây rồi nhá, thay tiếp này, cái này tuổi không cần, chúng ta xóa nó đi. Rồi các bạn ghi tiếp cho thầy là con số ở đây là kiểu number, ở điểm lý cũng thế, ta thay vào number vì ta nhập điểm cho nên là cái kiểu dữ liệu phải là gì, phải là number. Và đây của chúng ta đây là, chúng ta đây là hóa. Và trên này thì chúng ta phải ghi là ghi điểm. Đấy, thì bây giờ chúng ta đưa controller lên đây thì cái này chúng ta phải thay nó đi. Vì đây là ta copy ở cái form nhập hồ sơ sang. Thì chúng ta lên trên này, chúng ta thấy cái đây là nhập điểm. Thì chúng ta ghi chỗ này là nhập điểm. Nhập điểm.
Chậm quá, máy chậm quá. Chúng ta đây là ghi điểm. Đó. Thì bây giờ chúng ta vào trong đây, chúng ta sẽ ghi cho thầy form là echo hai này xong rồi. Tao xóa nó đi. Thầy ghi là echo. Echo ở đây nhá. Các bạn sẽ ghi cho thầy là nhập điểm. Echo view. Mở hoặc ra quản lý điểm. Quản lý điểm là tên thư mục của view. Sau đó đến các em ghi đến cái phần là form nhập điểm. Form nhập điểm. Form nhập điểm là cái tên của cái view mà chúng ta vừa tạo đấy. Đấy. Form nhập điểm nhé. Sau đó các em đưa cho thầy cái tiếp theo là mã sinh hồ sơ sinh viên, thì nó cũng vào trong đây. Mã hồ sơ thì thầy ghi là ID sinh viên để thầy truyền sang bên kia. Sinh viên, mã số sinh viên thì ghi này. Và đây thầy cho là mã số sinh viên chuyển sang. Đúng chưa các em? Form nhập điểm. À, nhập là chúng ta đã vào rồi. Nó chuyển sang. Đây chúng ta thử chạy để nó gọi ra nhé. Nhập điểm. Đây đây là chưa có cái đường link của Bootstrap, thì bây giờ chúng ta phải copy cái Bootstrap sang. Rồi nó sang rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta lấy cái danh sách lại, để chúng ta lấy cái phần này lên. Đấy, chúng ta cho từ đây đến đây, cho từ đây đến đây, copy cái header sang nhé, body đi. Copy form nhận điểm này. Đấy, thì chúng ta phải đưa lên đầu. Chúng ta đưa lên đầu, chúng ta đưa này xuống. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta lại copy cái phần cuối lại lấy trong danh sách. Ta lại xuống tận dưới. Dưới cùng. Và từ chỗ body dưới. Copy lên form nhập điểm nhé. Chúng ta đưa xuống cuối để nó dẫn trở thành một cái đó, giống như này. Như này nó hơi dài đúng không, thì thầy lại dùng cái cách là để cho vào đây một cái hàng. Thầy chia vạch likes con MD MD 3. Thầy copy luôn ba cái này, cái cặp đây. Giảm nguồn xuống, giảm nguồn chia làm 12, vậy cái này là MD6 để cho nó ra giữa MD6. Đấy. Và ta copy cái form này của chúng ta. Các em có thể copy cả cụm này cũng được. Đấy, thì cắt, thì đưa vào MD6. Rồi bây giờ chúng ta view lại cái view này xem. Đấy, nó ngắn đến đây rồi, ngắn đến đây rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ
tên, nhập điểm, sinh viên. Và trên này chúng ta ghi cho thầy một cái đít nữa là đít. Dâu là hàng. Chúng ta đóng cái này vào đây. Và ta xóa cái đích cuối này đi. Đấy, ta đưa nó xuống cuối cùng là đích ở đây. Đích ở đây cuối cùng. Đấy. Bây giờ chúng ta xem nó ra giữa chưa nhé. Đấy, ra giữa rồi đúng không, một hàng nó phân ra làm như thế, ra giữa rồi. Thế bây giờ cái controller chúng ta đã làm xong, cái này làm xong. Bây giờ ở đây chúng ta phải lấy một cái hidden để nó lưu cái ID mà bên kia nó chuyển sang để chúng ta ghi. Thì chúng ta ghi cho thầy một cái quá. Chậm, rất là chậm. Và chúng ta copy mình xuống lại luôn. Cái này chúng ta kiểu là hết tên luôn nhé. Name ở đây chúng ta ghi là ID sinh viên. ID sinh viên. Thì chúng ta cái này không cần ghi vì nó ẩn. ID sinh viên. Thế thì chúng ta nhìn thấy đây là ID sinh viên rồi. Ok, xong. Đúng chưa? Đấy nhá. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục này. À, vào cái form danh sách. Rồi, copy cái dòng này sang kia. Chúng ta nhập vào điểm này. Đã đưa lên trước form. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta chạy cái này. Đấy, ở giữa nhé, toán này. Chỗ này lại ra chúng ta ghi điểm toán. Ok, thể sửa lại một chút. Rồi, chúng ta ghi placeholder ở chỗ này nhé. Điểm toán. Rồi, điểm lý. Cũng có lại ra tuổi. Các bạn biết là lấy hồn là cái dòng chữ nhắc đấy. Xong. Đó. Toán điểm lý điểm hóa. Ok rồi ta. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Thì nó là ID sinh viên nó chuyển sang đây rồi. Thì bây giờ chúng ta phải đi vào bên này. Đi vào bên điểm. Chúng ta lấy cái hidden này. Value nhé. Các bạn ghi cho thầy đó. Bằng
bạn ghi cho thầy chữ item ID sinh viên. Vậy thì trên này chúng ta cho một vòng for. Chúng ta cho vòng if nhé. Cho cái if thôi. Sao nó lại chậm thế? PHP đấy. If mở ngoặc ra iset ID sinh viên. Cái này là cái gì? Chính là cái ở đây này. ID sinh viên này nhé. Thì chính là cái này. Nó truyền sang này. Đây. Nó truyền qua mã số sinh viên vào đây để đưa vào cái này. Cái này các bạn đưa cái vòng vào đây nhé. Nó sẽ đưa vào form nhập điểm với chỉ số là ID sinh viên. Thế thì ở trong cái view, trong cái view của chúng ta đây, view này, nếu tồn tại nhé, thì mở ngoặc ra hiện cái form này ra. Và cuối cái form này các em phải đóng cái này. Đóng cái ngoặc vào. Vì ngoặc đây là ngoặc if. Các bạn hiểu chưa? Đấy, chính là cái if ở đây. Đấy. If ID sinh viên thì ra đây. Vậy cái này của chúng ta phải là gì nhỉ? Phải là ID sinh viên. Đấy. Hidden nó bằng cái này. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử nhé. Đấy, nó sang rồi đấy. ID ẩn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc làm tìm nhập thôi và ghi vào thôi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần controller nhập điểm. Đây là phần view rồi. Giờ chúng ta ghi là ghi object function ghi nhập điểm hay là save. Lúc nãy chúng ta đã ghi ở form như là xếp điểm, xếp điểm, đó là xếp điểm, xếp điểm, không có chữ nhật nữa nha. Rồi, bây giờ chúng ta ghi là echo ghi, ta chưa ghi đâu, ta đang thử chạy đấy. Rồi bây giờ ta vào router. Copy một cái dẫn đường xuống. Chúng ta ghi đây là nhập điểm rồi. Bây giờ chúng ta ghi đây là xong. Thế là nó sẽ sau khi ta ghi là 6 7 5, xếp điểm
sếp nhận nhận điểm. Quản lý điểm này, nhập điểm này, quản lý điểm, nhập điểm, xét điểm. Đó, chúng ta phải cho cái này ra, đúng không? Rồi vào giao tư xem lại nhé. Trang này chưa thấy, và trang này chưa thấy. Nhập điểm, quản lý điểm. Nhập được rồi, còn xếp điểm thì nó chưa cho. Máy hôm nay làm chuẩn thôi. Nhập điểm rồi, y êm mà im. Thay chỗ đấy nhé, chúng ta thay chỗ đấy vào thì bây giờ nó chạy rồi. Đấy, nó thay, nó chỉ khác giao tư cái là nó lập tức không chạy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng phần ghi. Ghi thì chúng ta cũng giống như là phần đăng nhập thôi. Giống như là phần đăng ký rồi. Đây, để copy chỗ này toàn như thế. Copy sang nhé, copy phần nhé.
chỗ này các em ngon rồi, em sẽ ghi vào chỗ này là toán. Chỗ này các em ghi ID sinh viên. Chỗ này chúng ta ghi là lý. Chỗ này chúng ta ghi là hóa. ID nó chuyển sang bên kia rồi, cái này ta bỏ đi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta ghi con trỏ. Chúng ta ghi là Boy Model. Ghi hay save. Chúng ta xem cái hàm bên kia là add thêm. Chúng ta lên trên này chúng ta đi. Add điểm là một ra data. Và chúng ta ghi chỗ này hướng dẫn rồi. Ta trở về cái không phải đăng nhập nữa mà chúng ta trở về phần nhận diện sách sau. Chúng ta biết cái này đi. Đây chỗ này à, chỗ này là nó chưa đóng lại đấy, cho nên là báo lỗi. Ghi chữ là echo đã ghi xong. Ta thử từng cái một. Còn ở trên này chúng ta thấy là nó báo cái gì nhỉ? Hết rồi. Thêm điểm nữa.
8, 9. Ghi điểm, ghi xong. Rồi chúng ta thử xem trong bảng. Chưa sang đúng không? Rồi bây giờ để thầy tiếp tục, thầy thử xem cái bảng điểm của chúng ta là góc con số như thế nào. Chúng ta sẽ chọn design. Ghi đen điểm auto increment, thay cái này nhé, ID điểm auto increment. Rồi bây giờ chúng ta thử xem lại nhé. 8, 9, 7. Ghi vào. Chưa sang đúng không? Chưa sang, vậy thì chúng ta thử xem là va đăng. Data. Xem bằng bao nhiêu, đã sang chưa? Đấy, bây giờ chúng ta quay trở lại. Kia. Chín, bảy, tám, bảy, tám, sang rồi, bạn ấy sang rồi, bạn ấy form sang rồi, chỉ có bạn ghi này thôi. Điểm model chứ. Sai, sai ở đây là phải là điểm model. Đấy, chúng ta sai chỗ này. Đấy, sai đây nhá. Đây là điểm model. Điểm model mà mình lại viết là quản lý điểm thì nó sẽ bị sai. New. Đây là điểm. Ok, bây giờ là đúng rồi. Đấy, bây giờ chúng ta thêm điểm. Đây, chúng ta nhìn thấy nó hiện ra thôi. Bây giờ là được đúng không? Bây giờ chúng ta làm rất là ngon rồi. Đấy, các bạn phải làm nó rất là mệt như vậy, các bạn thấy là sai một cái số là chết. 7 9, bạn xem bạn tường này sang nhá. Đi xong, bây giờ vào đây kiểm tra. Cái này là sai này. Hóa phải lý đây thành sai nốt cả chỗ này nữa. Hóa
Tiếp theo là thì toán hóa lý, ta xem là lần toán lý hóa, thầy là gì thế, thầy ghi là toán lý hóa, lý hóa, à lý nó cứ nhầm lẫn, hóa hóa. Và trên cái này nữa chúng ta phải cái này vẫn, cái này chúng ta gọi là ai đi sinh viên có sang thiết sự, chúng ta ghi chỗ này là ai đi sinh viên, chỗ này toán thì chỗ này phải là toán. Bây giờ ta chạy lại, ID điểm bằng 0, ID sinh viên 32, tổng tổng và trung bình lát nữa chúng ta sẽ tính luôn. À, chúng ta tính luôn ở đây nhé. Rồi, đến bây giờ thầy tiếp tục là tổng, phẩy xuống tổng này. Tổng thì chúng ta bằng z, thầy làm thử cho cái tổng nha, còn trung bình thì em làm nhé. Z quét này, ghép vào toán cộng với z, chúng ta làm cái kia xuống là ta làm nhỏ nó ra. Nhưng mà thầy làm luôn. Chúng ta đây là dịch quét nét 3 và đây là toán lý. Cộng với z z quen nét và thì tổng đây là bằng tổng ở này. Các bạn có thể chọn như này. Ngon rồi. Cộng như này cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ sang đây. Chúng ta xóa lại bạn này nhé. Miễn là ID sinh viên được đúng là được. Bạn bạn xóa đi. Chúng ta nhập đây.
tổng chưa sang, bởi vì chúng ta chưa nhét cái tổng vào. Hóa ra đây chúng ta nhìn thấy lúc này tổng là 25, 7, 9 cộng 9 là 18, 18 cộng 7 là 25. Đấy, nghĩa là chúng ta thấy là cái bảng tường đầu tiên đó, nó sẽ bằng như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy cái bảng này. Rồi xong. Thế là chúng ta đã làm được cái phần nhập vào nó đúng. Thì video tiếp theo chúng ta sẽ làm trang trí để cho nó đẹp hơn. Thầy xin chào các bạn, tại đây các bạn thử cho thầy nhé. Đấy, cái bài này rất là phức tạp một chút, mình chúng ta chú ý, thầy dạy rất chậm.